Nếu bạn đang là một mẹ bỉm sữa muốn dành nhiều thời gian hơn cho con và các bạn muốn tận dụng những cái thời gian rảnh rỗi để có thể kiếm tiền online, tạo thêm thu nhập cho bản thân mà không bị phụ thuộc vào người khác, và các bạn có thể đồng thời cùng phát triển cái bản thân không bị chậm lại theo thời đại trong lúc mà các bạn đang nghỉ trong em bé, thì video này là dành cho bạn. Thì trong video này Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái cách kiếm tiền online và cũng là có những cái ngách kinh doanh nào mà có thể hợp nhất với các bạn, đồng thời sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà mình sẽ sắp xếp được cái thời gian khi là một mẹ bỉm sữa bận rộn mà các bạn không bị quá stress khi mà các bạn vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm con. Thì bản thân Nhung cũng là có một em bé 2 tuổi, hơn ai hết thì Nhung rất là hiểu cái sự vất vả của mẹ bỉm sữa và Nhung rất là đồng cảm về những cái điều đó. May mắn là thì Nhung đã có 9 năm kinh doanh online, thì Nhung đã có cái kinh nghiệm, Nhung đã chuẩn bị hết trước khi mà Nhung chăm em bé. Cái thời gian mà Nhung sinh em bé cho đến khi mà Nhung có con trong 1 năm đầu đời thì Nhung đạt được đến đỉnh cao sự nghiệp luôn. Thì Nhung khuyên những cái bạn nào chuẩn bị có kế hoạch em bé hoặc là các bạn chuẩn bị cấm bầu á, thì các bạn hãy coi cái video này thật là kỹ và hãy chuẩn bị trước để khi mà các bạn có em bé hoặc là các bạn sau sinh thì các bạn không bị bỡ ngỡ và các bạn có thể bắt tay ngay vào làm luôn. Ok, thì chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính của cái video này ha. Thì nếu như các bạn thích cái video này thì đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Nhung để học nhiều những cái kiến thức về kinh doanh, kiếm tiền online, làm freelancer và affiliate marketing. Thì đầu tiên Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức mà chúng ta có thể sắp xếp thời gian, có cái thứ tự ưu tiên tốt để các bạn có thể làm kiếm tiền online hiệu quả tại nhà. Thì Nhung vẫn hay dạy từ 5 cho đến 6 giờ sáng. Đây là cái khoảng thời gian mà Nhung thấy là yên tĩnh nhất, không ai nhắn tin, các bạn không bị làm phiền bởi những người khác. Cho nên là cái khoảng thời gian này cực kỳ yên tĩnh để các bạn có thể tập trung sâu và các bạn có thể học những cái kiến thức mới cũng như là các bạn làm liên quan đến kiếm tiền online. Thì Nhung cảm thấy là từ khi mà Nhung thay đổi thời gian là Nhung ngủ sớm để Nhung dậy sớm như vậy thì chất lượng công việc của Nhung tốt hơn và Nhung có thể dành hầu như cái thời gian từ cái lúc mà con ngủ dậy để Nhung có thể chơi với con và cũng có thời gian dành riêng cho bản thân mình nữa. Cho nên Nhung khuyên nếu như mà các bạn có thể thay đổi được thời gian thì các bạn nên lựa chọn cái giờ là 5 cho đến 6 giờ sáng để các bạn làm việc. Thì đến lúc mà con của các bạn dậy từ 8 cho đến 8 rưỡi sáng thì các bạn đã có tầm từ 3 tiếng cho 3 tiếng rưỡi để các bạn làm việc rồi. Hằng ngày mà các bạn làm liên tục như vậy chắc chắn là sau 6 tháng các bạn đã có một cái business và tạo ra tiền cho các bạn rồi. Nói chung là lúc những con ngủ thì các bạn hãy tận dụng hết thời gian đó. Ví dụ như con ngủ trưa cũng 2-3 tiếng thì mình cũng có thể làm việc, và lúc mà con ngủ tối thì mình cũng có thể làm việc. Nhưng mà thực ra là Nhung không khuyên làm việc tối lắm đâu, tại vì nếu như các bạn làm việc tối thì sừng sáng các bạn sẽ không dậy được, tại vì rất là mệt. Thì cho nên đó là cái thời gian đó các bạn có thể nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân. Đương nhiên á, thì Nhung nói nghe dễ lắm, bởi vì bản thân Nhung á là có người giúp việc và có người chăm bé từ khi mà Nhung còn nhỏ, và một bé thôi thì cả nhà Nhung đến tận 4-5 người chăm thì Nhung có nhiều thời gian hơn để Nhung tập trung làm việc. Tuy nhiên mình cũng phải nhìn vào cái thực trạng của bản thân, tại vì nếu như mà các bạn không cố gắng, các bạn không làm, các bạn đổ lỗi là mình không có nhiều thời gian như Nhung cho nên mình không thể nào làm được, vậy thì bạn cũng sẽ mãi dậm chân ở cái vấn đề đó. Chi bằng thì bây giờ mình cố gắng làm việc đi, rồi xong là mình có cái thu nhập, sau đó là mình lại thuê người hỗ trợ cho các bạn chăm thì các bạn sẽ rất là relax, các bạn rất là thoải mái ha. Thì giờ nói chung là biết là mẹ bỉm sữa là rất là bận thì mình cũng phải cố gắng thôi. Thực tế là mình có tiền thì mình mới có thể là cho con được một cái cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng chúng ta kiếm tiền, chúng ta kinh doanh là để có nhiều thời gian dành cho con hơn. Cho nên các bạn phải hướng đến cái cách làm tự động nhất mà Nhung sẽ chia sẻ hết cho các bạn dưới đây. Cái cách làm tự động thì có một cái là các bạn sẽ cần thời gian để set up nó, thiết lập nó trong cái khoảng thời gian đầu thì nó sẽ hơi vất vả, nhưng sau đó thì nó sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng mà đa số thì Nhung thấy mọi người lúc nào cũng phải bỏ công, các bạn phải làm liên tục để có tiền. Còn cái phương pháp của Nhung thì các bạn sẽ tập trung chỉ trong vòng 30 ngày thôi, lên trên online tự động hết rồi thì lúc đó tiền sẽ đổ về. Thì cái cách đó thì Nhung thấy là nó nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Thì tiếp theo thì Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền trên online phù hợp nhất với mẹ bỉm sữa. Thì những cái cách này thực ra là nó là cách chung, nhưng mà Nhung sẽ nói sâu vào trường hợp của các bạn nên làm những cái gì. Thì cho nên là đây là một cái video đầy đủ và chi tiết nhất dành cho mẹ bỉm sữa. Thì cái cách đầu tiên đó là làm tiếp thị liên kết affiliate marketing. Với những cái bạn mới bắt đầu thì có thể kiếm được tầm từ 1 cho đến 5 triệu một tháng. Thì affiliate marketing là một cái cách mà các bạn giới thiệu sản phẩm của người khác thông qua một cái đường link mà nó gắn một cái mã mà tracking có thể là nhận biết là từ bạn. Chỉ cần ai click vào cái đường link đó của bạn và mua trong vòng 30 ngày á, thì nói chung là cái thời gian thì sẽ phụ thuộc vào cái bên mà affiliate mà nó cung cấp, nhưng mà thông thường là 30 ngày thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng một cách tự động. Thì với mẹ bỉm sữa đã có ít nhiều cái
kinh nghiệm trong con rồi, thì các bạn đã sử dụng qua những cái đồ của mẹ và bé, thì các bạn có thể review ngay những cái sản phẩm này, và các bạn lấy cái đường link của Shopee hay là TikTok Shop hay là Lazada để các bạn có thể là giới thiệu cho mọi người mua. Thì để làm tiếp thị liên kết thì mọi người cần phải học cái cách mà chúng ta có thể chọn ngách có nhiều những cái sản phẩm ngon để giới thiệu. Theo Nhung thì cái ngách mẹ và bé là cái ngách mà rất ok để các bạn có thể dễ bắt đầu làm tiếp thị liên kết, và ngách nào mà phù hợp với cái hiểu biết của các bạn nữa. Và đặc biệt là cái sản phẩm nó có mức độ mua nhiều và hoa hồng tốt. Nhung thấy là với những cái sản phẩm mẹ và bé thì trong cái thời gian mà 1 năm đầu tiên là mẹ mua rất là nhiều đồ cho bé. Chắc là Nhung đã tiêu hết mấy trăm triệu để mua tất cả những cái đồ sơ sinh. Cho nên là đây là một cái ngách rất là nhiều tiền. Cho nên là nếu như các bạn làm được thì Nhung khuyên nên làm cái ngách mẹ và bé. Thì đó, các bạn chọn ngách xong, các bạn học biết cách là chúng ta chọn những cái chương trình affiliate nào phù hợp. Và các bạn nên học cái quan trọng nhất, đó là cái cách mà các bạn làm content, chia sẻ nội dung, các bạn làm những cái video review cho sản phẩm, và các bạn xây những cái kênh mạng xã hội để có thể thu hút người xem click link affiliate. Thì rất là nhiều bạn làm cái kiểu là các bạn lấy link affiliate sau đó là các bạn cứ share cái kiểu là spam á, thì nó là một cái cách không bao giờ bền vững. Chỉ có cách là các bạn đem lại giá trị, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, những cái kiến thức hay ho dành cho những người khác mà nó đem lại giá trị cho họ, thì lúc đó họ mới tin tưởng và click mua qua cái link affiliate của các bạn. Đó mới là cái cách lâu bền ha. Thì các bạn có thể là tham khảo học cái khóa affiliate marketing, thì Nhung có để đường link ở dưới cái phần mô tả hết để cho các bạn có thể tham khảo các bạn học. Bởi vì làm affiliate marketing nó không dễ như tất cả những cái người khác nói, tại vì cái quan trọng nhất là cái phần marketing. Và các bạn chọn ngách mà các bạn làm không tốt á, thì tất cả các bước sau các bạn sẽ không làm ra tiền. Cho nên chúng ta tốt nhất là nên học một cách bài bản và các bạn làm theo từng bước để các bạn có được cái kết quả ra tiền với việc làm affiliate, việc làm kiếm tiền online. Kể chuyện cho các bạn chút, đó là hồi con mình được 3 tháng thì mình có một cái bé làm bảo mẫu. Khi mà mình tuyển cái bé này là lúc mà mình đặt cái dịch vụ mẹ và bé thì thấy con bé này nó làm rất là ok, mắc tay, cho nên là mình kêu nó là làm full time cho mình, chăm sóc mình luôn. Sau đó thì mình đổi lại là mình sẽ cho con bé đó là học cả một cái khóa kinh doanh online của mình miễn phí, bên cạnh cái mức lương rất là cao. Bé nó tranh thủ những cái thời gian mà em bé của mình ngủ thì nó có kinh doanh online để nó luyện tập trong cái khóa đó. Thì con bé đó mới bán quần áo trẻ em trên Facebook và TikTok Shop. Và cái cách mà con bé đó tìm, nó tìm nguồn hàng ở trên những cái hội nhóm trên Facebook, rồi xong là những cái hội nhóm đó sẽ đưa nó vào một cái group Zalo, thì những cái người bán sỉ sẽ gửi những cái mẫu hàng ở trong đó, rồi các bạn cứ chọn cái mẫu nào mà ưng ý thì mình sẽ lấy cái hình gốc của họ up lên Facebook cá nhân và đăng lên những cái group mua bán tại địa phương mà các bạn đang có. Thì đó cũng là một cái cách làm rất là ok. Thì con bé nó có chia sẻ với Nhung là cái thu nhập của nó là tầm cũng được 5 triệu một tháng, nhưng mà cũng có lúc lên lúc xuống ha. Thì cho nên là Nhung có làm một cái danh sách sản phẩm có thể là bán cho mẹ và bé. Nhung có để đường link ở trong cái mô tả của video ở dưới thì các bạn có thể xem. Nhung cũng có cả nguyên một cái bài blog mà Nhung viết rất chi tiết về cái cách làm, mà Nhung đính rất là nhiều link có liên quan đến những cái hướng dẫn sâu và chi tiết hơn. Thì nếu như mà các bạn muốn xem và học hỏi và tham khảo kỹ hơn thì các bạn có thể coi cái bài blog của Nhung. Nhung có một cái file mà Nhung chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể tìm cái nguồn hàng độc lạ trên mạng. Tức là Nhung có một cái danh sách các bạn có thể làm những cái sản phẩm hữu hình, rồi xong là có những cái video để cho các bạn học trong cái khóa học để các bạn có thể tìm được những cái nguồn hàng độc lạ từ Việt Nam lẫn ở nước ngoài để các bạn có thể bắt đầu kinh doanh ngay sản phẩm và các bạn có thể bán ở trên những cái sàn thương mại điện tử luôn. Rồi cả cái quy trình mà các bạn có thể bán những cái sản phẩm hữu hình như thế nào, đóng gói cái sản phẩm ra làm sao cho khác biệt và khách hàng sẽ muốn mua nhiều hơn và lựa chọn mua của bạn thay vì đối thủ cạnh tranh. Thì các bạn chỉ cần nắm được cái bí quyết này thôi thì cái doanh thu của bạn sẽ cao hơn hẳn so với những người không biết những cái bí kíp đó. Và cái cách thứ ba là các bạn có thể bán những cái sản phẩm handmade. Thì cái cách này các bạn có thể kiếm được từ 2 triệu cho đến 10 triệu một tháng. Đây là một cái cách rất hay. Nếu như mà các bạn là khéo tay thì các bạn có thể học những cái khóa học ngắn hạn về làm sản phẩm đồ handmade, như là đan đồ cho em bé này, rồi là làm những cái đồ chơi trẻ em bằng vải, rồi đồ chơi tái chế độc lạ như là những cái túi jean vân vân. Thì Nhung đã từng coaching cho một cái bạn mà các bạn ấy sản xuất làm đồ chơi trẻ em bằng vải, có cả xưởng luôn, và bạn bán ở trên cái thị trường quốc tế là SC. Thì cái thu nhập của các bạn, bạn ấy chia sẻ cho Nhung lúc đó là 250 triệu một tháng, rất là ok đúng không ạ? Thì Nhung cũng có chuẩn bị cho các bạn cả một cái danh sách những cái sản phẩm handmade và cái cách marketing như thế nào để các bạn có thể tham khảo và các bạn làm theo trong cái khóa kinh doanh online, thì các bạn có thể áp dụng
theo. Nó rất là đơn giản. Cái cách thứ tư các bạn có thể làm đó là kinh doanh dịch vụ. Thì với cái cách này thì thu nhập dao động từ 5 triệu cho đến, có những bạn thì Nhung đã hướng dẫn giúp cho các bạn ấy đạt được 100 triệu một tháng. Cho nên là Nhung sẽ để một cái range về thu nhập khá là lớn, từ 5 triệu cho đến 100 triệu một tháng, tùy theo năng lực của mỗi bạn. Thì cái cách mà chúng ta kinh doanh dịch vụ như thế nào? Thì nếu như mà các bạn muốn kinh doanh lâu dài hơn, thu nhập ổn định hơn, phát triển bản thân nhiều hơn và các bạn tự do hơn, thì Nhung khuyên là các bạn nên bắt đầu với kinh doanh dịch vụ. Thì khi mà Nhung mới khởi nghiệp kinh doanh thì Nhung cũng làm dịch vụ, thì Nhung sẽ có để cái video để các bạn có thể xem thêm cái cách mà Nhung đã khởi nghiệp như thế nào, để các bạn có thể là học thêm được nhiều hơn cái hành trình mà Nhung đã làm. Thì cái kinh doanh dịch vụ là cái cách mà các bạn có thể kiếm tiền online bỉm sữa. Nhung thấy là nó tốt nhất và nó chỉ có mất công trong cái khoảng thời gian đầu, chứ các bạn không có bỏ vốn. Và khi mà các bạn làm tốt rồi á, nguồn khách đều đặn rồi, thì các bạn có thể thuê nhân viên, thuê những các bạn làm freelancer, làm việc từ xa làm cho mình, và các bạn chỉ cần hướng dẫn cho họ quản lý và làm marketing thôi. Thì có hai cái ý tưởng để các bạn có thể làm cái sản phẩm dịch vụ ngay lập tức. Đó là các bạn hãy lấy từ cái công việc, những cái kinh nghiệm, những cái nghề sẵn có của các bạn á. Trước khi mà các bạn có con thì đa số mọi người đều đi làm, có một cái công việc gì đó để các bạn nuôi sống bản thân, đúng không? Thì các bạn hãy coi, lấy từ cái công việc đó của các bạn để các bạn làm cái dịch vụ. Ví dụ như các bạn đã từng làm kế toán thì các bạn có thể nhận làm cái dịch vụ kế toán tại nhà. Nhưng có một cái tip rất hay là các bạn có thể vào ChatGPT, các bạn mô tả tất cả những cái kinh nghiệm của các bạn, kiến thức của các bạn, những cái gì các bạn đã có từ quá khứ đến hiện tại, và hỏi ChatGPT là với những cái kinh nghiệm đó thì bạn có thể làm những cái dịch vụ nào để các bạn có thể kinh doanh phù hợp nhất tại thị trường Việt Nam, thì nó sẽ trả lời cho các bạn những cái idea rất là hay. Cách thứ hai là các bạn có thể học thêm một cái kỹ năng, một cái công việc nào đó thông qua một cái khóa học online ngắn, mà cái công việc đó nó phải dễ ra nghề nhanh và nó có nhu cầu cao. Ví dụ như là cái nghề quản lý cho shop, đăng sản phẩm cho những cái shop khác trên cái kênh thương mại điện tử như là Shopee, này, Lazada. Thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái shop ở tại địa phương, họ mở shop cực kỳ lớn và họ muốn lên online nhưng mà họ không biết như thế nào và họ cũng quá bận rộn. Thì sinh ra một cái nghề, đó là cái nghề quản lý shop. Tức là các bạn sẽ lấy những cái thông tin về sản phẩm của họ để đăng ở trên đó, và những cái là hàng còn bao nhiêu là bạn sẽ làm việc trực tiếp với chủ shop, và xong bạn sẽ đăng lên đó và các bạn sẽ lấy phần trăm hoa hồng từ cái doanh thu của cái shop đó bán ở trên những cái kênh thương mại điện tử. Thì đó cũng là một cái cách làm rất là hay. Rồi các bạn cũng có thể là học những cái nghề giống như là nghề viết content, edit hình video. Thì các bạn học những cái đó để các bạn ra làm. Nói chung trong khóa của Nhung thì có rất là nhiều những bạn làm những cái nghề khác nhau, thậm chí là chủ doanh nghiệp, rồi là sinh viên, rồi mẹ bỉm sữa, và những cái bạn mà quản lý cấp cao. Có những bạn là mẹ bỉm sữa ban đầu thì cũng không biết gì đâu, nhưng mà các bạn ấy rất là chăm và học những cái kỹ năng từng bước một, thì cuối cùng sau này các bạn ấy đều có thể ra được cái nghề làm content, làm edit hình video, nói chung là làm đủ thứ. Và bạn chỉ chọn một cái tệp khách hàng là đã có thể phục vụ cho họ. Ví dụ như là cái trình độ của mình ít hơn thì mình phục vụ cho những cái tệp khách hàng thấp hơn, chứ không phải là các bạn cần phải là một cái người mà giỏi nhất ở trên thị trường để các bạn có thể bắt đầu kinh doanh dịch vụ. Những cái dịch vụ mà các bạn có thể làm là có thể là làm tư vấn này, những cái dịch vụ hỗ trợ, làm giúp, rồi coaching, chăm sóc vân vân. Ví dụ như Nhung nói riêng cái ngành mẹ và bé, nếu như mà các bạn quan tâm làm cái ngành mẹ và bé thì các bạn có thể làm những cái dịch vụ du lịch này trong và ngoài nước cho những gia đình có con nhỏ. Đây thực sự là một cái ngách rất hay, bởi vì ở trên thị trường họ làm những cái sản phẩm du lịch toàn là chung chung, chứ không có cho một cái tệp mà ngách cụ thể. Và khi mà gia đình có con thì thường họ sẽ chi tiêu nhiều hơn khi mà họ đi du lịch, bởi vì họ không thể nào mà ở khách sạn quá bình dân. Nhung thấy cái tệp này thường là chi nhiều tiền hơn. Thì các bạn có thể là làm thiết kế tour du lịch tự túc cho họ này, làm visa này, bảo hiểm du lịch. Bên cạnh đó các bạn còn có thể affiliate được cả những cái sản phẩm về du lịch cho trẻ em nữa, thì nó rất là ok. Nói chung là có rất là nhiều thứ để các bạn có thể làm. Hay các bạn cũng có thể là liên hệ với những cái bên thực hiện tour, thì các bạn có thể bán những cái tour mà nó phù hợp với gia đình có con nhỏ. Thì cái đó cũng là một cách rất hay. Nhung cũng khởi nghiệp từ cái việc kinh doanh du lịch đó các bạn. Cái thứ hai, các bạn có thể làm cái dịch vụ coaching tư vấn cho những cái người mà lần đầu làm mẹ. Thì Nhung lần đầu làm mẹ cũng phải, Nhung không biết một cái gì hết, nói chung là ngơ ngơ ngác ngác. Thì với những cái người mà làm những cái dịch vụ tư vấn này nó cũng sẽ rất là hay. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần của mẹ sau sinh này, dịch vụ tập luyện thể thao, coaching về ăn uống, dinh dưỡng giảm cân dành cho mẹ sau sinh, có rất là nhiều những cái sản phẩm cho mẹ sau sinh và cho trẻ em để các bạn có thể làm.
để tạo ra được cái sản phẩm cho tới cái việc mà kinh doanh á, thì các bạn có thể tham khảo cái chương trình kinh doanh online có tự động từ A tới Z, thì Nhung có tạo cho các bạn lộ trình 30 ngày thì nó sẽ có từng bước để các bạn làm tương ứng với những cái video để các bạn học và các bạn làm theo. Đây là một cái khóa thực chiến bởi vì nó tập trung vào việc làm chứ không phải là học lý thuyết chay, để các bạn trong cái quá trình mà các bạn làm là các bạn ra từng bước kết quả luôn. Và sau 30 ngày thì các bạn có thể xây dựng được một cái dự án kinh doanh online hoàn chỉnh và tạo ra thu nhập cho các bạn. Thì đấy là một cái cách để cho các bạn là vừa học mà các bạn vừa có thể kiếm tiền ngay. Thì thông thường nếu như mà các bạn làm chọn lựa kinh doanh theo cái hướng dịch vụ thì ở cái lộ trình 30 ngày đó của Nhung tầm là tuần thứ 2 là các bạn đã tạo ra được dịch vụ và Nhung chỉ cho các bạn là cái cách mà các bạn có thể thu hút được khách hàng ngay lập tức, kể cả khi mà chưa có cái kênh thương hiệu cá nhân mạnh đâu thì các bạn đã có thể thu hút được khách hàng. Đó là một cái hay của dịch vụ mà Nhung hay nói là cách làm mà các bạn vừa có thể học và các bạn kiếm tiền ngay lập tức.